Con lấy làm thắc mắc, không biết tại sao Chúa lại chọn dân Do Thái chưa? Tại sao không chọn dân Việt Nam mình mà chọn dân Do Thái chưa? Ê, nói chuyện về bây giờ tôi cũng không có muốn là về cái khía cạnh chính trị, tôi cũng không có muốn là khen chê hay là va chạm lên người Do Thái. Tại vì nói chung chung là người ta vẫn hiểu người Do Thái một mặt đó là rất là thông minh, giỏi nhiều thứ lắm. Nhưng một mặt khác thì là một dân tộc chịu đau khổ có thể nói hàng đầu trên thế giới. Nhưng mà người ta bảo rằng đây cái này con không hiểu, không biết có đúng hay không. Tôi nói dân Do Thái chịu đau khổ là vì dân dân Do Thái phản Chúa, Thì đấy, thì Chúa phạt. đó là cũng là một cái suy nghĩ của nhiều người trong người, kể cả người Công giáo đó, trong lịch sử. Nhưng mà mới đây thì giáo hội đã như là Nói rõ. nói rõ rằng là cái đó là sai lầm, chúng ta không có quyền kết luận như vậy, là cái chuyện của Thiên Chúa. Thí dụ như là có cái ông ba ông A bà B sống bê bối rồi, tôi ví dụ bị tai nạn xe đi, chúng ta không có quyền bảo là tại vì bê bối cho nên Chúa Chưa phạt, phạt. không được phép nói như vậy. Ngày xưa thì nhiều khi cứ lên án công khai, giáo hội Công giáo công lên lên án công khai người Do Thái tại thế này, nhưng mà chúng ta không được phép nói như vậy. Thế thì trước khi nói về cái câu chuyện mà Chúa bị người Do Thái giết á, thì chúng ta cũng đi trở lại lịch sử một chút xíu đầu đuôi để cho quý vị, kể cả người đạo Chúa hay là không, cũng hiểu là được đạo Chúa nó dựa trên cái gốc gác cái gì. Thế thì cũng như là đạo Phật thì cũng có cái vấn đề của Đức Thích Ca thế nào, rồi bên đạo Hồi cũng là của vị tiên tri Mohammed thế nào. Thì đây bên Công giáo đó là bên đạo Chúa là bắt đầu Kinh Thánh nó nói đến hai vị nguyên tổ loài người, Adam, Eva. Đó thì có thể nói là từ thời tiền sử đó. Nhưng mà qua những cái diễn tả của Kinh Thánh thì nó rất là thô sơ mà được diễn tả để cho cái người Do Thái lúc đó đó là họ cũng ngây thơ lắm. Cho nên nói cái câu chuyện là ăn trái cấm rồi con rắn nó xúi đó, để cho người ta hiểu thôi, là ý Thiên Chúa muốn dựng lên con người và con người phải tuân những cái điều này, thấy không? Nếu không tuân thì sẽ bị phạt. Và đồng thời nó lại có cái chuyện là con rắn nó là tượng trưng của quỷ ma, quỷ ma là các thiên thần bị Chúa phạt xuống hỏa ngục, nhưng mà Chúa lại dùng những cái cho phép những cái ma quỷ đó nó cám dỗ loài người để cho cứ vững cái niềm tin vào Chúa không. Nhưng mà ngay cái chuyện đầu tiên hai ông bà đầu tiên đã không giữ được rồi. Đó, đó là một cái chuyện đáng buồn và để lại hệ lụy cho loài người. Đấy. Thế Thành ra bây giờ chuyện nó không có thật không cha? thì nó có cái sự kiện, nhưng mà những chi tiết và được diễn tả thì không chắc chắn là không nhất thiết là phải phải là như vậy. Hồi còn nhỏ cha biết không, cứ có cái nhìn là nông mình có cái cục đây Đây xoay đàn đây đây bà đây đây đấy. đó. Đó, đó là hồi xưa tại ông Nga Dông ăn cái ăn trái cấm xong rồi tới đó bị ngừng lại. Đấy. Thành ra giờ nó sinh ra cái Thì cứ cứ hiểu như vậy cho nó cho nó cục gọn đi cho rồi. đó. Thế thì cho đến tức là ông A Dông bà A Và, tức là hai ông bà nguyên tổ đó là gọi là tiền sử đi, chưa có sách sở. Thế mãi về sau đó đến năm 3000 trước công nguyên đó mới gọi là có sách sử, sử sách nó rõ ràng đầu đuôi các thứ đó. Đó. Thế thì tới năm 2000 trước công nguyên đó, thì Thiên Chúa muốn chọn một dân tộc với cái mục đích là để giữ nguyên một cái niềm tin vào một và Thiên Chúa, thay vì đi theo những cái người mà như thờ sông, thờ núi, thờ biển, thờ cây, thờ cối đó. Thì Thiên Chúa muốn là có một tạo một dân tộc để tuân những cái điều mà Chúa dạy và thờ lạy một mình Chúa thôi đó. Thì chọn gọi là gọi ông Abraham, cái tiếng chuyên môn gọi là tổ phụ đó. Về sau đạo Hồi cũng 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 muốn giữ cái đó. Đó. Thì ông Abraham vào khoảng 2000 năm trước công nguyên. Rồi đến khoảng chừng 1500 trước công nguyên đó, thì ông Mai Sen xuất hiện để đưa những cái người Do Thái đã đi, vì đi đói đi qua Ai Cập để mua thóc, mua gạo đó. Cuối cùng là ở lại sinh sôi nảy nở đó, rồi cuối cùng bị kỳ thị bách hại, bắt đi xây kim tự tháp cho các vua đó. Ở đó 400 năm lận. Nhân vật mà Thế về ông Mai Sen mới mới đưa về. Chúa tìm cách để đưa về trong cái thời gian cả đi lang thang ở trong hoang địa mấy chục năm đó. Đấy, đến vào đất hứa đó thì
chiếm lại được những cái đất cũ của cha ông mình. Yeah. Tôi gọi là cái đất bây giờ Palestine, đó. Yeah. Cái vùng đó, đất Canaan là cái tiếng cũ. Bây giờ thì những người Công giáo thì gọi là đất thánh. Yeah. Thế thì được vào chiếm lại, và đến cái thời mà Hoàng Kim là mạnh nhất, ngon lành nhất là hai ông vua, hai cha con, vua David, yeah, và vua Solomon. Yeah. Đấy, khoảng chừng độ 1.000 năm trước công nguyên. Yeah. Đấy, tức là đại khái tôi tóm cái lịch sử của cái dân riêng mà Chúa chọn đó. Chúa chọn như vậy đó, một mặt đó, để giữ cái nguyên một cái niềm tôn kính Chúa. Yeah. Không có thờ lạy những cái gọi là thần khác. Yeah. Và cũng cái mục đích là có cái lời hứa là sẽ cho con Chúa xuống trần gian để cứu chuộc loài người đó. Yeah. Thì cái dân tộc đó nó sẽ hỗ trợ, support Chúa Giê-xu. Yeah. Chẳng may thì vì những lý do này do khác, họ không có làm cái điều đó. Yeah. Và họ lại chống Chúa Giê-xu. Họ không có nhận Chúa Giê-xu là con của Chúa. Yeah. Cho nên là mới giết Chúa. Yeah. Đó, giết Chúa bằng cái hình phạt đóng đinh. Yeah. Rồi lúc đó là cái cách giết các tội nhân của người Do Thái. Yeah. À, xin lỗi, của người La Mã. Yeah. Đô hộ cho người Do Thái. Yeah. Thế thì họ mới đại khái như là tố cáo thế nọ thế kia, bảo là Chúa suối rồi nổi loạn để chống hoàng đế. Cho nên là ông quan Philato, ông mới cuối cùng ông mới phải chiều theo, thế là bảo thôi đưa đóng đinh đi. Yeah. Phải chờ đóng đinh đó. Yeah. Thế rồi chúng ta biết là đến năm 70 đó, là cũng lại có một nhóm nổi loạn đó, tức là năm 70 sau khi Chúa sinh ra. Xin lỗi, vâng, sau Chúa sinh ra, sau công nguyên đó. Vâng. Thì họ lại nổi loạn, có một nhóm rất đông nổi loạn chống đế quốc La Mã. Thế là họ sang, họ phá bình địa Jerusalem. Yeah. Và họ bắt hầu hết đi lưu đày. Ý cha nó là người La Mã đó. La Mã bắt, tức là phạt đấy. Yeah. Bắt người Do Thái đi lưu đày hết, hầu hết để về các nước vùng Trung Đông. Vâng, Roma hay là La Mã, Ý hay là, rồi bây giờ chúng ta thấy không, Đức, Pháp đều có người Do Thái hết. Yeah. Nhưng mà cái đau khổ là của người Do Thái là Đức Quốc xã đấy. Yeah. Ông Hitler đó. Yeah. Ông giết gần 6 triệu đấy. Yeah. Ừ. Đến mãi năm 1948 thì phải. Yeah. Mới được Liên Hiệp Quốc, được Anh, được Pháp mới đưa về để lập quốc lại đó. Bây giờ lại đụng độ với những người Palestine, những người Hồi Ả Rập ở đó. Yeah. Đó là cái ý nghĩa của cái dân mà Chúa chọn đó. Yeah. Là cái lịch sử đại khái đó là như thế đó. Và cho đến ngày hôm nay đó, thì người ta gọi cái dân đó là dân đại khái là đạo thì gọi là đạo Judaism. Yeah. Tức là đạo của người Judah. Tại sao? Judah là tên một cái... Vị tông đồ. Không phải. Là tên của một cái người đứng đầu cái chi tộc đó. Yeah. Nhưng mà vì khi lưu đày thì sống sót, đông nhất được về. Yeah. Cho nên là và cái đất đai bây giờ đó gọi là xứ Judea. Ừ. Là rất là hầu hết người Do Thái là nếu có thể nói đúng ra là gốc gác là của cái chi tộc đó. Yeah. Đó, thành thử đến bây giờ đó là họ vẫn nói là họ vẫn chờ đợi một đấng cứu thế. Yeah. Mới bao giờ mới tới. Yeah. Đại khái như vậy, tức là yeah, dân riêng của Chúa nó là như vậy đó. Yeah. Thì không biết là anh có cái nhận xét thế nào về cái câu chuyện Chúa chọn dân riêng với mục đích này cuối cùng nó không xong. Mà cuối cùng là giết con của Chúa. Và bây giờ họ vẫn coi như cái chuyện người theo Chúa Giê-xu đó, là Kitô đó, Kitô hữu đó, như là đi sai. Anh có cái theo dõi. Trước con có câu hỏi. Thưa cha, Chúa qua hình thức, qua kinh thánh hay là qua lời truyền lại, Chúa có nói rằng đây là dân riêng của ta không? Đúng, có. Nhiều lắm. Và chẳng những tuyên bố đây là dân riêng của ta, tức là dân tuyển chọn đó. Yeah. Mà còn Chúa nói rằng là nếu dân này tốt thế này, nghe lời ta thế này, thì ta sẽ là Chúa của họ, ta sẽ thế này. Nhưng mà không có nghĩa rằng là sẽ Chúa ghét những dân khác đâu. Chúa muốn cái dân đó để giúp các dân khác được hiểu cái tôn giáo đúng là tôn giáo này. Chúa là Chúa duy nhất như vậy. Đó. Nhưng mà cái kết quả thì nó lại không được như ý. Yeah. Thì thực ra có những người hỏi tôi rằng là cái plan, cái chương trình của Chúa như vậy là không thành công là tại vì sao? Vì Chúa tính trật hay sao? Yeah. Thì thực sự là
Chúa là cái, nếu mà theo cái đức tin thì Chúa là cái vị thông minh nhất rồi. Nhưng mà có khi Chúa để như vậy để cho chúng ta thấy rằng, nào, chúng ta được Chúa ban ơn. Nhưng mà nếu chúng ta không vâng theo lời Chúa, chúng ta kiêu căng, chúng ta gọi là tưởng mình là ngon là nhất á, thì sẽ có hậu quả xấu. Biết đâu là Chúa để một cái bài học lớn cho nhân loại không? Như vậy thưa cha, đó là lời Chúa nói. Thế bây giờ tại sao giáo hội, cái quan điểm của giáo hội đối với người dân riêng của Chúa là sao? Thì đấy, tôi mới nói rằng là sau khi họ giết Chúa, thì rồi giáo hội nghĩ rằng là cái hậu quả của cái tội ác đó nó được lưu truyền, cho nên dân Do Thái phải đi lưu đày tản mát khắp nơi. Đại khái nói chung là khắp nơi, nhưng mà nói riêng là Âu Châu nhiều, và bị người ta ghét nhiều lắm. Và nhất là đến cái dịp mà Đức Quốc Xã đó, nó giết như vậy đó, thì có thể nói rằng là cái trước đây chừng 50-60 năm đó, là vẫn có cái ý nghĩ chung thôi, chứ cũng không có gọi là tuyên ngôn chính thức đâu. Cũng chỉ nói một cách nhẹ nhàng, thế là cũng tại vì giết Chúa Giêsu cho nên là bị phạt. Thế nhưng bây giờ thì tuyên ngôn rõ ràng là nói là không có được như vậy nữa, không được nói như vậy nữa. Thế thì cha có dịp nào nghiên cứu về cái quan điểm của người Do Thái đó, họ nghĩ gì về Chúa Giêsu? Tức là bây giờ trong Kinh Thánh họ có ghi chép những điều đó không? Và họ thừa nhận cái chết của Chúa Giêsu như thế nào? Thưa thế này là khi cái các vị lãnh đạo của người Do Thái cái thời Chúa Giêsu đó, họ giết Chúa, họ mang cái án, cái lời tố cáo chính thức đó, là Chúa mạo nhận mình là con Thiên Chúa, tức là cái tội lộng ngôn. Đấy. Thì tại vì họ họ không muốn nhận, không muốn nghe những cái lời Chúa giảng theo một cái lối sống mới. Họ nhất định là say no, không chịu. Nhưng mà khi mà mang qua cái tòa án của quan Phi-la-tô đó, thì họ lại đổi cái lời kết tội là ông Giê-xu này là xúi dân nổi loạn chống lại hoàng đế Roma. Đấy, tức là nó có một cái sự vu khống, tạm gọi là ăn gian. Đấy, cho nên là khi ông quan Phi-la-tô ông nhút nhát, thế là ông ấy ok thì giết. Vấn đề là như thế. Cho nên là bây giờ đương nhiên là dân Do Thái họ vẫn không nhận Chúa Kitô, thì họ vẫn bảo là chúng tôi giết là phải, thí dụ vậy. Thành thử ra đó là một cái, đối với tôi là một cái thắc mắc, một cái mầu nhiệm về con đường của Chúa mình không hiểu được. Mình không hiểu được. Nhưng mà đối với tôi không hiểu, nhưng mà nó là một cái bài học. Một bài học là tại vì chính Chúa Giêsu nói câu nhiều khi là hợp mình, tức là không biết lắng nghe lẽ phải, cho nên là cứ giữ khư khư những cái quan điểm của mình đó. Mà kể cả lúc trước Chúa Giêsu tới đó, Chúa đã trách họ nhiều lắm. Là tuy họ vẫn thờ lạy Thiên Chúa, nhưng mà họ có những hành động thì lại đi ngược lại cái chuyện đó. Tức là giả hình, tức là gọi là kiêu căng, không có yêu thương nhau, ví dụ vậy. Rồi cũng lâu lâu vẫn cứ chống những cái lời mà những ngôn sứ của Chúa dạy, để đi thờ những cái vị thần khác đó. Thành thử ra chưa nói đến Chúa Giêsu, chính họ đã bị Chúa phạt nhiều lần rồi. Phạt mà tôi nói đấy là tôi chưa có nói đó, đến khoảng 10% dân chúng là bị đi lưu đày, là mất tích luôn trước thời Chúa Giêsu cơ. Nghĩa là khủng khiếp như vậy đấy. Đó, cho nên tôi thấy nói đến cái chuyện lịch sử của dân Do Thái, nó cộng vào cái, nó dính với cái lịch sử của ơn cứu độ, của tức là cựu ước đấy, xong là nó đi sang tân ước là thời Chúa Giêsu, có nhiều những cái điểm chúng ta phải suy nghĩ nhiều lắm. Vâng, kính thưa quý thính giả, quý vị hiện đang nghe linh mục Joseph Nguyễn Văn Thư nói chuyện cùng quý vị về đề tài dân riêng của Chúa. Chúng tôi có đặt một số những cái câu hỏi để mà giúp cho quý vị đang lắng nghe có cái cơ hội biết xem dân riêng của Chúa là dân Do Thái đã như thế nào, đã đóng một cái vai trò gì ở trong lịch sử của giáo.